Hiếu Nguyễn tái ngộ Kim Tuyến với vai tình đầu oan trái. Có mối tình đẹp thời học sinh nhưng Hiếu Nguyễn và Kim Tuyến sau đó đối đầu hai phe thiện ác trong phim Hình sự bí mật hai thế giới. Từng đóng vai vợ chồng Kim Tuyến và Hiếu Nguyễn không khó bắt nhịp trong những cảnh tương tác khi tái ngộ. Tuy nhiên lần này cả hai phải trải qua diễn biến tâm lý phức tạp từ khi còn là những cô cậu học sinh với mối tình trong sáng đến khi trở thành hai chiến tuyến. Một bên là chiến sĩ công an đấu tranh với tội phạm ma túy, một bên là bà trùm lạnh lùng của thế giới ngầm. Trong Bí mật hai thế giới, Hiếu Nguyễn vào vai Quang Minh, thiếu tá công an, phó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Anh là người mẫu mực trầm lặng, lập được nhiều thành tích trong công việc. Tuy nhiên, từ khi có sự xuất hiện của Mỹ Hà Kim Tuyến đóng tình đầu thời đi học, Quang Minh như trở thành con người khác khiến gia đình và đồng nghiệp bất mãn. Ít ai biết anh ngụy tạo vỏ bọc thân thiết với Mỹ Hà, hòng phá đường dây buôn bán ma túy do cô đang cầm đầu. Hiếu Nguyễn nói điều khó khăn nhất với anh không chỉ lấy được lòng tin của Mỹ Hà trong phim, còn phải lừa được khán giả. Sự thay đổi tâm lý nhân vật của Quang Minh có thể khiến khán giả ghét bỏ anh trong một giai đoạn nhất định. Tuy nhiên Hiếu Nguyễn chấp nhận điều này để có vai diễn gây bất ngờ. Trước khi phim khởi quay, đạo diễn Thái Trình tâm sự với nam diễn viên đây là vai phù hợp với anh từ ngoại hình oai vệ đến diễn xuất đòi hỏi nhiều cung bậc cảm xúc khó. Khi cầm kịch bản, Hiếu Nguyễn thấy thêm hứng thú với nhân vật, đặc biệt vì anh được chọn cho nhân vật công an nghề nghiệp luôn mơ ước từ nhỏ. Quảng cáo, nam diễn viên tự tin mình toát lên được khí chất hình mẫu một chiến sĩ công an oai phong trong phim. Vốn đam mê thể thao, Hiếu Nguyễn có sức khỏe tốt, hình thể đẹp, phù hợp tạo hình nhân vật. Bên cạnh đó, sức bền tốt cũng hỗ trợ anh trong những phân cảnh hành động mà không tốn nhiều thời gian quay đi quay lại. Để có tư liệu và kinh nghiệm cho phim, nam diễn viên tìm hiểu từ những bạn bè và người thân làm trong ngành công an để xây dựng được một nhân vật chính xác nhất. Bên cạnh đó, anh cũng nghiên cứu nhiều phim đề tài hình sự để học hỏi cách diễn xuất giúp vai Quang Minh có cá tính riêng. Bí mật hai thế giới xoay quanh bộ ba Quang Minh, Mỹ Hà và Hoàng Phát Thanh Duy đóng. Họ từng có mối tình tay ba thời đi học trước khi ngã rẽ bất ngờ khiến Mỹ Hà trở thành người tình của một ông trùm ma túy, cũng chính là bố Hoàng Phát. Sau này, Mỹ Hà thay nhân tình cầm đầu đường dây buôn bán ma túy dưới vỏ bọc một chuỗi nhà hàng hải sản. Vì mối quan hệ thân thiết với Mỹ Hà, Quang Minh thường bị các đồng nghiệp nghi ngờ tiếp tay cho các hoạt động phạm pháp của bà trùm này. Bộ ba nhân vật chính của phim tiếp tục rơi vào mối quan hệ rắc rối, gây nhiều bất ngờ cho người xem. Phim đang chiếu trên truyền hình.